Kính thưa trưởng ban, tôi đồng đạo Nguyễn Văn Thêm, ấp An Thạnh một, Khánh An xin hỏi: nhớ thở trước vua Lương Võ Đế tạo chùa chiền khắp nước tu hành, đến ngày sau ngã tử đài thành, Phật bất cứu vì tâm còn ác. Nhờ ông giải tại sao tạo chùa chiền khắp nước tu hiền mà Phật bất cứu, và tại sao lo tạo chùa là có tâm từ bi mà lại đức thầy lại nói là vì tâm còn ác? Nhờ ông giải chúng tôi được rõ. Thưa cô bác anh chị em, chúng tôi không chứng tin đề tài gì tới một nằm như thế này. Rồi mới nghĩ tay chúng tôi nói lẹ lẹ, nói chậm chậm chút cho thù bành tội nghiệp quá, nói chậm rồi làm sao mà làm cho hết được. Công phu của ban tổ chức và cô bác bỏ công ăn việc làm về ngồi đây đó là muốn trao đổi cho được nhiều, mà nói chậm chậm thì ít đề tài, cho nên chúng tôi thấy sáng nói làm sao cho nó nhiều một thành ra lẹ. Dù mấy ông thù bành thông cảm chúng tôi, nó nói lẹ một chút cũng thông cảm đi nha, mình làm lẹ lẹ chút. Vì trở đây qua bốn câu: nhớ thổ trước vua Lương Võ Đế tạo chùa chiền khắp nước tu hành, đến ngày sau ngã tử đài thành, Phật bất cứ gì tâm còn ác. Đồng đạo này hỏi chúng tôi tại sao ông Lương Võ Đế ông tạo chùa chiền khắp nước mà sao Phật tạo chùa chiền là có lòng lành rồi mà tại sao thầy nói là còn ác? Ở đây phải trong quyển tư không cô bác anh chị em? Thôi nói mau đi, phải quyển tư không? Cái quyển tư này thầy viết hồi nào? Có phải là viết ngày 20 tháng 9 năm 1939 ở tại Thổ Đình không? Đồng đạo chính cho bốn câu. Vậy thì hỏi coi tại sao ông Lương Võ Đế ông cất chùa chiền mà Phật không cứu ông, mà tại sao tâm còn ác? Vậy thì cô bác cho phép chúng tôi là trở lại nhắc cái mẫu chuyện con vương Lương Võ Đế từ cái tiền kiếp của ông là do trong kinh luật nhân quả, nhân quả luật nhắc ra một mẫu chuyện. Bây giờ cô bác cho phép chúng tôi nhắc lại để cho thấy rõ rằng là ông cất chùa chiền mà đừng có tâm ông ác ở tiền kiếp, chứ không phải là trong hiện kiếp này, mà hiện kiếp cũng có nữa, nó cộng chung hiện kiếp và tiền kiếp, cho nên mới có cái cuộc mà ông ngã tử ở đài thành, tức là nhìn đó tại đài thành đó. Vậy thì bây giờ cô bác cho phép chúng tôi nha, ông Lương Võ Đế cách 72 kiếm chùa ở tại Bình Tập, nhưng mà xin nói mau rằng là không phải tiền của ông. Ví dụ sẽ cách đọc danh đường này là tiền của cô bác anh em, mà tôi là trưởng ban phổ thông tỉnh do đó và cứ lên đây tôi nói cái đọc danh đường của tôi à, nó ngặt như vậy đó rồi làm sao có phước được. Ông Lương Võ Đế có chút tiền ở đâu? Tiền là tiền của dân giả không à, của tất cả người ở trong nước đứng ra cất chùa mà rồi sao ông tới ông để hiệu chùa của ông, chùa Lương Võ Đế, như vậy có gì đâu phước, phải không cô bác anh chị em? Vậy thì bây giờ xin trở lại cái đó là hiện, còn bây giờ trở lại cái kiếp con ở trong cái nhân quả nó cho biết một đoạn như thế này. Tiền kiếp con Lương Võ Đế đó là một ông tiểu đốn củi. Tại sao tiểu đốn củi được làm vua? Là vì ông đi đốn củi thường ngày đó, ông đi ngang qua cái chùa quan vắng Phật, nhưng mà không có ai mà trùng tu, cho nên cái cốt Phật là bị mưa gió lầm mưa lọt. Ông có cái nón lá không à, ông động lòng quá, ông thấy mà cái cốt Phật mà bị mưa lầm gió lọt là vậy đó, ông mới lấy cái nón lá ông mới đội trên cái đầu của ông Phật cốt. Mà sao tôi làm vua đó cô bác ơi, cha hà tất chi mà các cái đồng dân đường đồ sộ thế này, tôi phước báo biết bao nhiêu nói cho hết được. Nghĩa là ông Lương đó chỉ lấy cái nón lá của mình đội đó, mà đội lên cái cốt Phật đó mà sao tôi làm vua đó. Bây giờ cái nơi nó hơi dài, cô bác cho phép thì nó còn thiếu, cô bác chỉnh thêm nữa không? Thấy nữa, ông đi lên trên núi đống củi làm con tốt lắm, ông đem cơm ăn đâu, ông đem dưa chút, ông ăn bữa nào là ông có cho cái đám khỉ ăn. Hả, khỉ mà gặp ông quen ăn với ông rồi. Có một hôm nọ đó ông lên ông đốn con người là chưa đói bụng, bữa đó kiếm sao mà ông lấy gói cơm mà ông mang cây đó, ông đi đốn củi. Ông tao nha, ông trầm hầm trong bụng luôn rồi. Về cái rồi ông gói lên bữa sau ông gói lên một cái gói cơm là to tướng, lên rồi ông mang đó nữa. Ông gạt à, khi nào ông gạt ông giết cái đám khỉ này à. Thì con khỉ chúa nó thấy ông đi rồi, nó tưởng ông đi thiệt nhưng mà lặng nhau. Nhưng mà ông đáo trở lại, ông cầm hèo ông chờ, ông nhìn nó. Nhưng mà nó làm sao mà linh khôn mà con người. Nó lại nó tưởng là ông đi rồi, nó mang lên, nó leo lên, nó lấy cái cơm mà không ngờ ông chạy cơ, ông vỗ hèo, ông đập nó cái quảng hồn, nó chạy đâu. Biến nó chạy ngay chung xuống hang cùng. Ông rồi sao tới kịp rồi, ông nói mày chết rồi, tao cho mày chết ở dưới này. Ông mới xèo đá lại, ông lấp miệng hang, nghĩa là hãm cơ đói khát. Ông bỏ con khỉ nó chết đói ở dưới kia cái hành đó. Ông đi về. Cô bác anh chị em ơi, giờ nói mau nha. Cái công của ông đội cái nón lá cho Phật mà ông được làm vua, hiệu là Lương Võ Đế. Nhưng mà con khỉ đầu thai làm hậu kiểm, lúc sau nó đến nó đầu ông, mà sau nó gạt ông nó dây từ đài thành, ông nói cho nó mau cho đây mà nhắc tiện hoài nó hết giờ. Ở đây nhiều bậc cao minh thuộc vào thiên tạo trơn, ở đây nhắc hoài nó hết giờ phải không? Nói gì là cô bác biết rồi. Cho nên là bị hậu kiểm nó bao tại đài thành cho ông Lương Võ Đế chết đói trên thành này. Nó trừ với cái lúc mà con khỉ nó chết đói dưới hang kia, như là quả nào canh nấy à. Vậy thì luật nhân quả thật là cao diệu, suốt cổ kim trong vòng một ai thầy cũng biết rõ như vậy, là tại cái tâm ông ác là vậy đó. Bởi vì bây giờ nhắc đọc trở lại nghe, nhớ thổ trước vua Lương Võ Đế tạo chùa chiền khắp nước tu hành, nhưng mà tại chùa đó chùa của ta không phải của ông đâu, phải ông xuất tiền ở đâu mà ông có công, nhưng mà đến ngày sau ngã tử đài thành là Phật bất cứu gì tâm còn ác. Tại cái tâm ông ác của ông giết con khỉ này thì để con khỉ nó giết lại, Phật không có khi nào mà cứu được mình.
là do mình gieo cái nhân rồi. Cô bác ơi, chúng ta trồng xuống cái hộp ớt đấy không, rồi nó cứ lên cây ớt rồi mình cứ dái mình lại: Phật ơi, thầy ơi, đừng cho có trái ớt. Thì không khi nào mà không có tại thầy mình không cho trái ớt được. Không cho, tại nó có trái ớt à, bị hộp ớt rồi nó có ớt. Như vậy là chúng ta tại gieo nhân nào có quả nấy, Phật cứu không có được. Chứ không phải Phật ghét gì mà không cứu. Vậy thì do mình tạo nhân nó có quả. Nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó mà toàn thiện. Chúng ta gieo nhân dữ được có quả dữ. Tại ông Lương vô đấy ông gieo có quả dữ. Là ông hãm cơ đối các con khỉ thì kiếp sau biển đầu thai trở lại nên cho chết đói lại. Như vậy là trong kinh luật nhân quả luật nó cho biết cắt một dao đền một dao, cắt hai dao đền hai dao, mà đánh người ta bạc tay thì kiếp sau không phải cho người ta đánh lại bạc tay. Cái điều đó rõ ràng là luật nhân quả rất nghiêm minh, thì chúng ta nên tránh cái vấn đề sát sanh. Làm sao chúng ta tránh cái gì được? Nếu chúng ta bây giờ giết nó thì kiếp sau nó giết lại, không khi nào sai. Vậy thì chúng tôi xin tạm dừng trong bốn câu trong Nguyễn Tư, tóm gọn như vậy. Bây giờ nó kém lắm rồi, thì thời ban tổ chức nếu không có trao đổi thêm chúng ta lại.